máy nông nghiệp Hải Sơn xin chào tất cả các bác nhé các bác ơi. Ôi hôm nay em mới quay tiếp được máy cho các bác xem đây. Mấy hôm trước máy nhà em về liên tục luôn ấy. Có mấy em đi có là 29, có là 25, 23 rồi thì FX26 các thứ. Những cái em đấy em cũng định quay luôn ấy nhưng mà còn chưa kịp quay. Quay để đây chưa kịp chỉnh sửa nó đã đi rồi. Nên là hôm nay sẽ quay cho các bác những em còn ở đây đây. Có một em này mới về cũng khá là đẹp. Cũng thuộc gọi là dòng vừa tầm của các bác ấy. Các bác rất là hay hỏi những cái em dòng hơn 100 triệu nhỏ nhỏ này. Thì đây sẽ là một em này nhá. Em này cũng giá chỉ hơn nhỉnh 100 một chút xíu thôi. Đó, gọi là 23 máy gọi là dòng đời mới luôn. Đó, gọi là 23 nhá các bác ơi. Đang ở bên cạnh một em siêu to, gọi là to nhất xưởng, M4950. Trước em có quay một em như thế này rồi. Em này em chưa quay. Chưa quay. Vì đang có các bác khách hỏi nhà em tầm hơn trăm một chút thì em sẽ quay giới thiệu cho các bác những cái em dòng đó trước. Em này tầm 2XX này các bác này. Đó. Đây. Đây hiện tại em nó bọn em sẽ để nó cạnh lên đây. Đây. Đây các bạn ấy đang bảo dưỡng máy này. Chưa đánh được ra. Thì em để như thế này thì mình vẫn quan sát được rất là tốt này các bạn này. Đó, gọi là 323 23 mã lực này nhá. Số của nó đây. Đấy, lốp này. Đây em xem phần lốp trước đi. Lốp trước 6-14 này các bác ơi. Đó. Chuẩn lốp Nhật bãi luôn. Chuẩn Nhật bãi luôn nhá các bác ơi. Con nào bọn em là hàng chuẩn Nhật bãi luôn. Đó. Em này còn các bạn ý chưa lắp hẳn hoi này. Chưa lắp hoàn chỉnh này. Cái đầu nó đang bị em đang không đóng được này. Đó. Nó sẽ như này. Đấy. Để em nhờ các bạn ý đóng vào. Mở ra cho các bác xem. Cái dòng GL23 này thì nó là dòng đời mới hơn đời lậu ăn nhá các bác ơi. Nên là nhìn cái chỗ phần ngồi em đánh giá khá là cao bởi vì chỗ ngồi nó rất là rộng này. Khoảng cách ngồi rất là rộng luôn để mình ngồi thoải mái vận hành luôn nhá các bác ơi. Đó, đế cao su đầy đủ luôn này. Gầm cao luôn. Em này tốc độ 4 tốc độ này, số 9 4 tốc độ luôn. Đó, đây. Đầy đủ đây nhá. Đó, máy móc này. Mình ngồi đây cho các bác xem này. Em này chạy được có hơn 400 giờ, hơn 900 giờ thôi. Đấy, số má ở đây. Đấy, còi đèn đầy đủ luôn này. Đây cái phần khoảng không của nó. Đấy, cái phần chỗ ngồi rất là rộng luôn, mình kiểu thao tác rất là dễ dàng luôn ấy, ngồi nó cũng thoải mái luôn. Đó. Đây. Ôi. Đây đang mưa nắng mưa đây các bác ơi. Đây này, cái phần BTO 4 tốc độ có một số phanh ngực luôn, R luôn. Đó. Rất là xịn luôn. Ốc ếch thì bọn em đang lắp chưa hoàn chỉnh nên là nó vẫn đang rơi vãi ở đây này. Đấy. Về gọi là chưa kịp ấm chỗ là đã đi lên đường luôn. À cái phần lốp sau này. Lốp sau sẽ là 9.5 924 nhá. Lốp sau thì có vẻ nứt hơn lốp trước nhưng mà bao chuẩn là 4 lốp chuẩn Nhật bãi luôn. Đó, chạy bao bền luôn. Đó. Đây cho các bác xem phần cấu trước này. Chào ôi sợ để mấy quả cà đây. Cấu trước này chắc là lúc chở hàng người ta làm. Đó. Cấu trước cực kỳ khô ráo luôn nhá các bác ơi. Ôi các bác ơi này. Đẹp nét luôn ấy. Đó. Đó. Đó, máy móc quá là đẹp luôn. Quá là xịn sò luôn. Đây phần trước này xem này. Phần gầm trước này. Đó. Đây. Đẹp nét luôn. Các bác xem phần bên này nữa. Đấy. Phần đuôi đằng sau nó sẽ gọn gàng như này này các bác này. Hiện tại là đầu phông thì nó sẽ như này.
mình sẽ lắp thêm kiếm, thêm rằng, thêm tăng cày, thêm phay, thêm chảo, thêm bánh lồng, các thứ đầy đủ luôn, đầy đủ phụ kiện của một cái máy cày luôn nhá. Bình thường bọn em sẽ bán máy cày theo kiểu là máy và kèm và phay, bởi vì như thế là rất là thông dụng. Máy và phay là thông dụng nhất ở ngoài này rồi. Thì nếu mà các bác không thích phay thì mình có thể đổi sang các mã như là bánh lồng hoặc là cày chảo, cày mũi, thêm thắt như thế nào thì mình tùy vào các mã các bác sử dụng nhá các bác ơi, các mã phụ kiện các bác sử dụng nhá. Thế còn bình thường bọn em báo giá thì bao giờ cũng báo giá, một là hỏi các bác hỏi máy đầu không hoặc là máy và phay đó. Hiện tại là em đang báo giá là máy và phay đó. Đó, lúc nào mà em báo giá, em nào mà riêng là đầu không em sẽ ghi nốt riêng là đầu không, còn bình thường sẽ là báo giá luôn là máy kèm phay nhá các bác ơi. Đó, máy rất là đẹp luôn, đang bị thiếu mất hai cái đèn, không sao mình sẽ lắp đầy đủ luôn nhá các bác ơi. Đó, em cho các bác xem phần động cơ này. Ây da, hiện tại thì thợ thì đang ngày vụ, ngày vụ đây nào, rất là bận luôn. Các bạn đều đi máy móc, một hai bạn đi máy móc sửa chữa bên ngoài này, để hỗ trợ các bác ngày vụ chuẩn trị này. Một hai các bạn thì lại bảo dưỡng máy để bán ấy, bán trong ngày ấy. Nên là bọn em đang khá là bận trong thời gian vụ này nhá. Các bác thông cảm giúp bọn em. Đó, động cơ thì em này ba máy này các bác ơi. Đây, động cơ rất là xịn sò đẹp đẽ như này nhá. Đó, đây cái phần đầu này nó đang lắp, nó đang không nguyên. Đây, đây. Phần để cho các bác xem phần ống khói. Ở bên này phần ống khói thì nó sẽ được gọn gàng hơn. Đây, đó, gọn, nằm gọn ra gàng ở trong thân máy như này luôn này. Ôi cha, chính xác là em này chắc là các bác ý vừa chở làm cà sao, cà pháo à, rơi rụng các bác là nhiều luôn. Đó, rồi đó các bác ơi, các bác tham khảo như thế nhá. Nếu mà các bác muốn mua máy hoặc là muốn test nổ, nghe tiếng động cơ hay gì thì có thể liên hệ trực tiếp bên em hoặc là để lại số điện thoại, em sẽ quay chi tiết cho các bác luôn nhá. Còn hiện tại thì em quay sơ bộ cho các bác xem tình hình máy như móc là như thế. Đó, máy móc thì bao giờ bọn em cũng nhập về là máy nguyên zin nguyên kiện, bao ngon thì bọn em mới nhập về để bán nhá các bác ơi. Con hỏng hóc thì không ai nhập đâu, lỗ vốn mất. Đó, máy nó lão là hàng tuyển rồi, hàng đẹp rồi thì mới nhập. Rồi, các bác mà quan tâm đến giá của em nó thì có thể liên hệ trực tiếp bên em hoặc là để lại số điện thoại, bên em sẽ liên hệ trực tiếp lại nhá các bác ơi. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhá các bác ơi. Em sẽ ra kia xem một em cabin, cabin 33 hôm nọ em quay thì đã có khách chốt rồi. Rồi các bạn đang bảo dưỡng ở dưới đấy. Đó, đây là bác có hai bác chủ máy vừa ra bảo là anh chốt con 33 cabin đấy rồi. Ra để ngó nghiêng xem nào, để em sẽ làm một cái video trên TikTok cho các bác xem. Đó. Rồi, xin chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người nhá.